Chào các bạn. Trong bảng định giá cổ phiếu của mình thì các bạn thấy các cái chỉ số cơ bản nằm ở phần định giá cổ phiếu của mình đã thể hiện trên này. Và hôm nay chúng ta đi tìm hiểu vào cái chỉ số ROE, tức là cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Thì cái chỉ số tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE này nó có quan trọng hay không? Và nó ứng dụng như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được một cái cổ phiếu tốt nhằm đầu tư trong thời gian dài hạn 10 năm, 20 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Và qua video này thì các bạn sẽ biết cái cách tính ROE như thế nào và ứng dụng của nó để các bạn có thể tìm được cổ phiếu tốt nhất của mình trong quá trình đầu tư. Thì mình sẽ mở một cái file Excel, bảng Excel mới lên. Thì ở đây chúng ta có giá trị ROE. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói về giá trị ROE. Thì cách tính của ROE như thế nào các bạn ha? Thì ROE nó được viết tắt từ Return on Equity, tức là lợi nhuận trên cái vốn chủ sở hữu. Ý nghĩa của nó là cho chúng ta biết là cứ một đồng vốn chủ sở hữu thì nó tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Thì cụ thể cái này như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách tính của cái chỉ số ROE này. Thì chúng ta thấy là nó sẽ bằng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế. Rồi, tại đây chúng ta thấy là trên cái gì? Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Trên vốn chủ sở hữu của công ty. Một ví dụ đơn giản như thế này nhé. Về cách tính chỉ số ROE thì các bạn sử dụng 100 triệu để các bạn đầu tư mở một cái quán phở, và sau thời gian hoạt động là 1 năm thì các bạn thu về lợi nhuận là 200 triệu. Như vậy thì cái chỉ số ROE, tức là cái chỉ số lợi nhuận trên vốn sở hữu của các bạn sẽ là bằng lợi nhuận là 200 triệu trên cho vốn của các bạn bỏ ra là 100 triệu ha. Sẽ bằng là 200 chia cho 100. Và nó sẽ được tính theo đơn vị phần trăm nha các bạn. Tức là các bạn lời 200%, tức là lời gấp đôi ạ. Thì cụ thể mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để tính cái chỉ số ROE này của một cổ phiếu cụ thể. Thì qua đó chúng ta cùng mở cái trang Cà Phê App lên để lấy cái thông tin. Thì ví dụ như mình sẽ tính chỉ số của cổ phiếu Thế Giới Di Động nhé. Đây, công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động. Thì tại mục thông tin tài chính, chúng ta cần lấy các cái thông tin về lợi nhuận sau thuế, đúng không ạ? Thì lợi nhuận sau thuế ở đây trong năm, chúng ta có cái giá trị quý 1 đến quý 4 năm 2019. Thì như vậy thì chúng ta sẽ lấy các cái số liệu này như sau. Tại quý 4 năm 2019. Tạm thời chúng ta đặt vào đây nhé. Đây là quý 4 của năm 2019. Rồi. Tiếp tục, ở đây sẽ là quý 3 năm 2019. Đây là quý 2 năm 2019. Và đây là quý 1 năm 2019. Rồi. Một giá trị chúng ta cần lấy nữa, đó chính là cái vốn chủ sở hữu. Và chúng ta sẽ lấy cái vốn chủ sở hữu ở thời điểm gần nhất,
là quý 4 và đưa vào đây. Cái này là vốn chủ sở hữu nhé. Và cái này là lợi nhuận sau thuế, này là quý 3, quý 2 và của quý 1. Thì như vậy thì cái chỉ số ROE của chúng ta nó sẽ bằng gì? Bằng tổng của vốn chủ, tổng của lợi nhuận sau thuế qua 4 quý này thì chúng ta sẽ bằng tổng lợi nhuận quý 4 cộng lợi nhuận quý 3 cộng với lợi nhuận quý 2 cộng với lợi nhuận quý 1 chia cho cái vốn chủ sở hữu, đúng không ạ? Vốn chủ sở hữu này. Và giá trị này được tính là theo phần trăm. Như vậy thì cái chỉ số ROE trong năm 2019 của công ty cổ phần Thế giới di động, cổ phần đầu tư Thế giới di động là 32%. Và tương tự như vậy thì trên trang Cà Phê App cũng đã tính cái chỉ số ROE này, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu này qua các năm. Ví dụ ta thử tính lại một lần nữa nhé, cho các bạn nắm rõ cái chỉ số này. Ví dụ chúng ta lấy giá trị của năm 2017 mà cái trang Cà Phê App nó đã tính là 37.3 này, thì chúng ta cùng lấy chúng ta tính xem sao nhé. Rồi chúng ta lấy các cái giá trị của năm 2017. Rồi đây à. Chúng ta lấy lợi nhuận sau thuế của quý 4, nhắn vào đây. Lợi nhuận sau thuế của quý 3, lợi nhuận sau thuế của quý 2, và đây là lợi nhuận sau thuế của quý 1 trên cái vốn chủ sở hữu vào cái thời điểm quý 4 năm 2017. Chúng ta dán vào đây. Đấy, thì ở đây chúng ta có được cái chỉ số ROE nó là 37%. Rồi, tương đương với lại cái bảng tính trên trang Cafe App này ha. Rồi, và cái giá trị 37% này nói lên vấn đề gì? Tức là chúng ta bỏ ra một đồng vốn để làm ăn trên vốn chủ sở hữu của chúng ta thì chúng ta sẽ mang lợi lại 37%. Giống như là việc các bạn đi gửi tiết kiệm, các bạn sử bỏ ra 100 triệu để các bạn gửi tiết kiệm thì lãi suất ngân hàng sau 1 năm nó sẽ lợi nhuận cho các bạn là 7%. Và tất nhiên thì việc công ty bỏ vốn ra làm ăn thì các cái giá trị này phải cao hơn cái tiền gửi lãi tiết kiệm của ngân hàng. Còn nếu như thấp hơn thì chẳng thà ta gửi ngân hàng sẽ sướng hơn, đúng không các bạn? Và một cái vấn đề chúng ta cần phải chú ý ở đây nữa đó chính là về mặt tài sản của công ty. Chúng ta cùng xem đầy đủ cái giá trị tài sản này nhé. Thì đối với một tài sản của công ty á, thì chúng ta cần để ý nó sẽ gồm có tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn. Và tổng tài sản ở đây sẽ là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Thì như vậy chúng ta thấy là vốn chủ sở hữu của công ty đấy thì nó là giá trị này, tức là cái vốn thực có. Cái vốn thực có của công ty, trong cái ví dụ ban đầu chính là cái vốn mà 100 triệu các bạn bỏ ra để các bạn mở cái tiệm bán phở đó. Còn thứ hai, cái vốn nguồn vốn mà nợ phải trả ở đây, tức là cái khoản vay mà công ty vay, tức là công ty thường sử dụng các đòn bẩy tài chính vay một cái khoản, vay thêm một cái khoản để tăng thêm cái tài sản của công ty, từ đó đem cái tài sản của công ty này đem đi đầu tư vào các cái khoản ngắn hạn cũng như là dài hạn. Ví dụ như đối với khoản ngắn hạn thì công ty đem vào tiền, các cái khoản tương đương tiền đây ha, các khoản tiền và quy thành tiền và các khoản tương đương tiền, các cái khoản đầu tư chính ngắn hạn của công ty, các cái khoản thu ngắn hạn, rồi hàng tồn kho, rồi các tài sản ngắn hạn khác. Như là cái nguồn tài sản dài hạn thì đây là các cái nguồn phải thu dài hạn này. Thu dài hạn khách hàng, trả trước cho người bán dài hạn, phải thu
cho vay dài hạn, còn phải thu dài hạn khác đó, tức là cái nguồn tài sản. Như vậy thì các bạn phải chú ý một điều là cái chỉ số ROE của chúng ta sẽ là lợi nhuận sau thuế trên cái vốn chủ sở hữu này, tức là cái vốn thực có của công ty đó, các bạn. Và cùng xem xét lại cái chỉ số ROE của cái công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động qua các năm, từ năm 2014, năm 2015, 16 và 17, thì chúng ta thấy là cái chỉ số ROE này là rất là cao, 45% vào năm 2014, 43% vào năm 2015, 41% và 37%. Thì chúng ta thấy là cái chỉ suất sinh lời mà công ty Thế Giới Di Động nó duy trì rất là ổn định và rất là cao như thế này, tức là công ty đang sử dụng cái nguồn vốn của cổ đông rất là hiệu quả và ổn định. Do vậy thì cổ phiếu của Thế Giới Di Động được đánh giá là một cái cổ phiếu rất là tốt và được nhà đầu tư kỳ vọng đầu tư dài hạn. Do vậy thì trên cái bảng định giá cổ phiếu của mình luôn có phần xác định cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, cái chỉ số ROE này là tốt hoặc là không tốt. Thì cái việc xác định này bằng cách là chúng ta sẽ tính toán tổng hợp các cái chỉ số ROE và tính toán nó có phụ thuộc vào thời vụ kinh doanh. Ngoài ra thì chỉ số này nó còn phụ thuộc vào quy mô cũng như là mức độ rủi ro của công ty. Để so sánh chính xác cái chỉ số này, chúng ta cần so sánh cái chỉ số này của một công ty cổ phần với cái tỷ số bình quân của toàn ngành hoặc là tỷ số của công ty tương đương trong cùng ngành. Để xác định được cái chỉ số này là tốt hay không tốt thì các bạn cũng cần phải dành một phần lớn thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu ra nó. Đơn giản hơn, các bạn có thể comment cái cổ phiếu đang quan tâm để mình thực hiện việc định giá cổ phiếu và gửi lại cho các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công.